Nghệ sĩ nhân dân Công Lý bị ngã lần hai, tình trạng hiện ra sao? Suốt một thời gian dài vừa qua, tình trạng sức khỏe của nam nghệ sĩ nhân dân Công Lý luôn là vấn đề được công chúng quan tâm. Hiện tại dù đã có thể làm việc, đóng phim trở lại, song cô Đỗ vẫn chưa thể hoạt động nhanh nhạy như những người bình thường. Mới đây, chị Ngọc Hà, vợ nam nghệ sĩ nhân dân Công Lý, tiếp tục báo tin anh bị ngã. Điều này khiến không ít người hoang mang. Cụ thể, trên trang cá nhân, vợ cô Đỗ bày tỏ, chiều tối xuống nhà em gái lấy cơm lên. Lúc về mở cửa, không thấy em bé Lý đâu. Mở phòng vào thì đang ngã trong nhà tắm, chảy máu ở tay. Đang loay hoay đứng lên, nhìn thấy cảnh tượng này, mình chết lặng lại. Giờ em bé buồn, không ăn cơm, mình cũng héo hon. Khi được bạn bè hỏi tình trạng của chồng, chị Ngọc Hà cho biết nam nghệ sĩ nhân dân bị xước tay, tâm trạng cũng không ổn định, đến mức không buồn ăn cơm. Sau đó không lâu, bà xã Công Lý đã lên tiếng tiết lộ tình hình của anh đã ổn. Em cảm ơn cả nhà, anh Lý may ngã không sao ạ, xước tay chút xíu thôi. Anh Lý chỉ tủi thân vì sức khỏe của mình nên mong manh. Suốt một thời gian dài trong thời gian nghệ sĩ nhân dân Công Lý điều trị bệnh, chị Ngọc Hà chính là người liên tục túc trực bên cạnh để chăm sóc, động viên ông xã. Thời điểm Công Lý phải nhập viện cấp cứu, chị Ngọc Hà từng tâm sự rằng gặp phải nhiều khó khăn, thậm chí còn phải đối diện với vấn đề kinh tế. Hiện tại, nghệ sĩ nhân dân Công Lý vẫn phải tiếp tục nhờ các bác sĩ đến nhà tập vật lý trị liệu. Hy vọng trong tương lai, mọi thứ sẽ ổn với nam nghệ sĩ gạo cội, để anh có thể tiếp tục cống hiến những vai diễn hay cho nghệ thuật nước nhà.